khởi tố giám đốc sở y tế Cần Thơ. Clip góc quay mới cận cảnh khoảnh khắc anh mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 12A. Dân mạng Trung Quốc không có ông Trump, chính trường không còn vui nữa. Thời báo hoàn cầu nói xây dựng đập ở thượng nguồn Mê Công giúp giảm bớt khô hạn ở Hạ Lưu. Trung Quốc bắt đầu tập trận một tháng ở Biển Đông. Trung Quốc chuyên gia tham gia tội ác mổ cướp nội tạng sống nhảy lầu tự sát. Quý vị đang theo dõi mục điểm tin trưa ngày 2 tháng 3 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ tin tức trong nước với những bê bối tại Sở Y tế Cần Thơ. Bộ Công an ngày 1 tháng 3 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu và nguyên giám đốc sở này, bà Bùi Thị Lê Phi, về sai phạm trong đấu thầu và mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Ông Chu được cho tại ngoại, còn bà Phi bị cảnh sát bắt tạm giam. Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can khác, họ gồm các cựu nhân viên ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp. Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm bị can tại Sở Y tế chủ đầu tư, công ty NSG, đơn vị dự thầu công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn tư vấn y tế Medicosu Việt Nam, đơn vị tư vấn thẩm định giá đã có sai phạm về bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở này. Hành vi của các bị can liên quan đến việc đấu thầu dự án gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Tối mùng 1 tháng 3, một đoạn clip ở góc độ rõ hơn ghi lại cảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh 31 tuổi, đồng anh Hà Nội, cố gắng cứu sống cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo đó, anh Mạnh đã leo lên mái tôn, đầu vẫn ngước nhìn về phía hướng ban công của cháu bé. Mái tôn trơn khiến anh trượt té, nhưng anh vẫn cố đứng dậy và ngẩng đầu nhìn lên. Cháu bé rơi xuống với tốc độ cao, anh Mạnh đã cố gắng giơ tay ra đỡ, nhưng lực rơi quá mạnh khiến cháu bé rơi đè vào tay anh, đập vào mái tôn rồi nảy lên. Anh Mạnh lao về phía bé, ôm bé vào người rồi tìm cách đưa xuống phía dưới. Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng đăng tải đoạn clip này cùng dòng chia sẻ đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video, mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm. Dưới bài đăng của anh, dân mạng cũng để lại rất nhiều lời động viên, khen ngợi và cảm ơn anh. Tài khoản Trần Tuấn Trung để lại lời nhắn: "Một hành động ý nghĩa, tấm lòng của anh nên được nhân rộng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Cảm ơn anh. Anh xứng đáng được tán thưởng vì hành động và tấm lòng của anh." Tài khoản Thái Giang Nguyên bình luận, dũng cảm và chân thật, anh cũng đã chịu một phần lực cho bé rồi. Thực sự đứng trước cảnh vậy, đến tên mình là gì chắc cũng không nhớ được nữa, chứ đừng nói nhớ chi tiết nữa. Chúc anh những gì tốt đẹp nhất. Theo pháp luật và bạn đọc, trả lời phỏng vấn trên báo chí trước đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh từng chia sẻ, điều anh cảm thấy hối hận nhất chính là không thể ôm trọn cháu bé vào lòng mà chỉ đỡ được bé bằng tay rồi hai chú cháu cùng nằm xuống, lún cả mái tôn. Tôi vừa cố trèo, vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu, khi bé rơi xuống tôi chỉ kịp đỡ lấy để bé không rơi xuống đất. May mắn bé rơi trúng tay tôi, hai chú cháu ngã xuống lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu tôi hoảng sợ vô cùng. Anh Mạnh trả lời phỏng vấn trên An ninh Thủ đô khi sự việc mới xảy ra. Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng nông sản Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 2,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm nay. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được Vietnamnet trích dẫn cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản trong tháng 1 và tháng 2 của cả nước đạt gần 11 tỷ USD. Trong đó, nông sản xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm 2,04 tỷ USD và đây là mức tăng 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 33% thị phần. Đường thứ hai là thị trường Trung Quốc ước tính đạt 1,88 tỷ USD, tăng 57,9% và chiếm hơn 30,5 thị phần. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế với phần cập nhật về tình hình Mỹ-Trung. Hôm 28 tháng 2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có màn xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi rời tòa Bạch Ốc khi ông phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC 2021. Tại đây, ông hỏi đám đông, các bạn nhớ tôi chưa? Câu hỏi này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội của Trung Quốc, được nhiều trang tin tô đậm gây chú ý. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số người dùng mạng nước này theo dõi đoạn video phát biểu của ông Trump đã bình luận ngay. Tờ này đã dẫn lại một số bình luận. Chúng tôi nhớ ông rất nhiều, đồng chí Kiến Quốc, biệt danh của ông Trump ở Trung Quốc. Chúng tôi không được xem bất kỳ thứ gì vui vẻ như ông mang lại kể từ lúc ông rời tòa Bạch Ốc. Ít nhất, truyền thông nhớ ông rất nhiều, không có ông, tin tức chính trị không còn vui nữa, đáp lại câu hỏi của ông Trump. Các bạn nhớ tôi chưa? Nhiều người dùng mạng xã hội Weibo bình luận dưới bài đăng của trang quantra.cn trên Weibo nhớ muốn chết, rất nhớ ông. Trước đây, mỗi lần xem tin tức mới liên quan đến ông đều rất vui. Nói thật, tôi vẫn rất nhớ ông. Trong bài phát biểu, ông Trump một lần nữa gọi Covid-19 là virus Trung Quốc. Đáp lại, Hoàn Cầu Thời báo khẳng định hành động này mang tính phân biệt chủng tộc. Dù virus xuất phát từ quốc gia này, hiện nay, nhiều biến thể virus cúm Vũ Hán lây lan nhanh hơn, được gọi theo quốc gia nó được xuất phát như biến thể Anh, Nam Phi, nhưng các quốc gia này đều không lên tiếng phản đối liên quan đến tình hình Mỹ-Trung. Ned Price, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã nêu lên những lo ngại về mực nước sông Mê Công đang giảm. Trong một dòng Twitter vào ngày 23 tháng 2, lo ngại của quan chức chính quyền Biden đưa ra sau khi Ủy ban Mê Công, MIC, vào giữa tháng 2 bày tỏ lo ngại rằng mực nước sông đã xuống mức báo động do việc kiểm soát nước ở các đập thượng nguồn của Trung Quốc. MIC cho biết, mực nước thấp hơn gây nguy hiểm cho sinh kế của người dân vùng Hạ Lưu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Hoàn Cầu Thời báo ngày 1 tháng 3 nói rằng tuyên bố này đã không phản ánh đầy đủ các sự kiện và kết luận khoa học và đã bỏ qua sự đóng góp của các dự án thủy điện Trung Quốc ở Thượng Nguồn. Cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng dữ liệu trong 2 tháng qua tại trại Trinh Hung, một trong những trạm thủy điện chính trên sông Lan Căng, nửa trên của sông Mê Công, đã xả nhiều nước hơn tốc độ dòng chảy tự nhiên trung bình của sông được ghi nhận. Tờ Hoàn cầu Thời báo còn cho rằng việc Trung Quốc xây dựng các con đập ở thượng nguồn sông Mekong giúp giảm bớt tình trạng khô hạn ở hạ lưu. Tiếp theo chương trình là cập nhật về tình hình biển Đông. Báo South China Morning Post ngày 1 tháng 3 đưa tin Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài một tháng ở biển Đông trong bối cảnh Mỹ tăng cường các hoạt động do thám và Pháp đưa tàu quân sự tới khu vực. Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, cuộc tập trận quân sự này được tổ chức trong một khu vực có bán kính 5 km ở phía tây bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. Từ ngày 1 tới ngày 31 tháng 3, họ cảnh báo tàu bè không đi vào khu vực này suốt tháng 3. Trong một tuyên bố ngày 1 tháng 3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, chúng tôi phản đối bất kỳ quốc gia nào tạo ra căng thẳng và tăng cường sự hiện diện trên danh nghĩa tự do hàng hải. Ngoài cuộc tập trận trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV cho biết, Ba chiến khu gồm chiến khu Bắc Bộ, Đông Bộ và Nam Bộ của quân đội nước này gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung ở Hoàng Hải, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Không cung cấp thời gian cụ thể nhưng CCTV chiếu các cảnh quay cho thấy tập trận diễn ra cả ngày và đêm, trong đó có sử dụng tên lửa tấn công các tàu nổi và máy bay. Các cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ thời gian qua điều nhiều tàu chiến và máy bay tới Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuần trước, hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục điều tàu, máy bay và các hoạt động ở bất kỳ nơi đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. Liên quan tới nội tình Trung Quốc, theo tờ Show of Hope, hôm 26 tháng 2, ngày lễ Tết Nguyên Tiêu của Trung Quốc, một cáo phó của chính quyền Trung Quốc cho biết, chuyên gia cấy ghép gan Tạng Vận Kim, Trang Yu Chin, đã qua đời dạng sáng cùng ngày. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của ông không được công bố. Nhiều nguồn tin cho hay, ông Tang đã nhảy lầu tự sát. Theo thông báo của bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo, vào lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày 26 tháng 2, Phó chủ tịch tập đoàn Y khoa tại Đại học Thanh Đảo, Tang Vận Kim, đã qua đời tại bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo, hưởng thọ 57 tuổi. Thông báo không giải thích nguyên nhân cái chết của ông Tang Vận Kim. Tuy nhiên, người dân địa phương đã tiết lộ với trang Epoch Times rằng ông Tang đã nhảy lầu tự sát. Cùng ngày hôm đó, còn có 4 ca phẫu thuật đang chờ đợi ông thực hiện. Trang Giới y học một kênh truyền thông của Trung Quốc cũng đưa tin hôm 27 tháng 2, ông Tang Vận Kim đã nhảy lầu tự tử. Trang giới y học đã liên hệ với ba thành viên trong đội cử hành tang lễ của giáo sư Tang Vận Kim, nhưng đối phương đều nói rằng họ không biết rõ, không tiện tiết lộ. Theo báo cáo, ông Tang Vận Kim từng là trưởng ca ghép gan ở bệnh viện Thiên Phật Sơn, tỉnh Sơn Đông, bệnh viện Đa khoa lực lượng vũ trang cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, bệnh viện Hữu An Bắc Kinh và bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo. Số liệu thống kê cho thấy ông Tàng đã thực hiện ít nhất 2.600 ca ghép gan. Kể từ năm 2000, số ca ghép gan do bệnh viện của ông Tang Vận Kim thực hiện đã đứng đầu trong khu vực địa phương. Theo các báo cáo, trước đây, vào năm 2000, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Chính quyền của ông Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp quy mô lớn đối với học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống vào năm 1999. Sau đó, thành lập một ngân hàng hiến tạng chủ yếu gồm các học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra còn có người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, các tín đồ cơ đốc giáo, tù nhân lương tâm và nhanh chóng phát triển một ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng khổng lồ dựa trên các vụ thảm sát đẫm máu. Hầu như tất cả các cơ sở cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đều bị nghi ngờ có liên quan đến chuỗi ngành mổ cướp nội tạng sống. Ngay từ khi ông Tăng Vận Kim làm việc tại Viện Ghép Gan thuộc Bệnh viện Tổng hợp của Lực lượng Cảnh sát Vũ Trang, ông đã bị Tổ chức Thế giới Điều tra Cục Đàn áp Pháp Luân Công WOEPFG liệt vào danh sách những người chịu trách nhiệm về một cướp nội tạng sống. Vào thời điểm đó, WOEPFG dẫn thông tin công khai cho biết ông Tăng Vận Kim đã chủ trì ít nhất 1570 570 ca ghép gan và tham gia 44 ca mổ lấy gan do Bệnh viện Thiên Phật Sơn, tỉnh Sơn Đông thực hiện. Ngoài ra, ông cũng tham gia 1.600 ca mổ lấy gan từ người hiến tặng do Bệnh viện Trung ương số 1 thì Tân thực hiện. Trong đó, 1.591 người hiến là nam và 9 người là nữ, với độ tuổi trung bình là 34,5 tuổi. Một cư dân mạng Twitter bày tỏ, biết quá nhiều nội tình nên bị diệt khẩu, làn sóng tự sát đang kéo đến. Cũng có cư dân mạng đặt câu hỏi, chuyên gia bệnh gan hàng đầu Trung Quốc Tăng Vận Kim đã nhảy lầu tự sát hưởng thọ 57 tuổi. Ông ấy đã thực hiện hơn 2.600 ca ghép gan, ở đâu nhiều người hiến tặng như vậy? Trước đó, Trung Quốc cũng đã có nhiều trường hợp chuyên gia cấy ghép tạng nhảy lầu tự sát. Tháng 5 2007, ông Lý Bảo Xuân, chuyên gia ghép tạng nổi tiếng tại Đại học Quân y số 2 Thượng Hải, đã nhảy từ tầng 12 của tòa nhà ghép thận của bệnh viện và đã tử vong năm 2010. Ông Lê Lỗi Thạch, 84 tuổi, người được xem là ông tổ của ngành cấy ghép thận ở Trung Quốc, đã nhảy từ tầng 14 của tòa nhà nơi ông đang ở tại Nam Kinh và đã tử vong. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2014, ông Trương Thế Lâm, Phó Giám đốc Khoa Tiết Niệu của Bệnh viện Ung Thư Thượng Hải đã rơi từ cửa sổ tầng 8 nơi văn phòng của mình và đã tử vong. Ngay từ năm 2010, có người nắm rõ nội tình tiết lộ rằng nhiều bác sĩ tham gia cấy ghép nội tạng cũng đều xuất hiện các chứng bệnh tương tự như mất ngủ trường kỳ, đổ mồ hôi, gặp ác mộng. Cư dân mạng cho rằng đây là ác báo khi làm quá nhiều việc xấu. Để kết thúc bản tin trưa ngày 2 tháng 3 của DKN TV, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục văn hóa trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Chín dũng tướng tài ba nhất trong cổ sử Việt Nam Kỳ 2 gồm 4 vị tướng Là mảnh đất địa linh nhân kiệt Cổ sử nước Việt đã sản sinh ra nhiều dũng tướng nổi tiếng Lưu danh thiên cổ, được hậu nhân nghìn đời ca tụng Dù có sóng của dòng chảy lịch sử có bồi lớp thế nào Những cái tên ấy vẫn chưa từng bị quên lãng Bảng xếp hạng 9 vị tướng quân nổi danh nhất lịch sử Việt Nam đã được chúng tôi lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Tất nhiên, sự xếp hạng vẫn chỉ là tương đối, do giới hạn của bài viết, ở đây chỉ xin bàn về những danh tướng trong cổ sử Việt Nam ở kỳ 1. Chúng tôi đã điểm qua năm cái tên đầu tiên: Trần Quang Diệu, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng, Đặng Dung và Lê Hoàn. Ở kỳ 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bốn cái tên cuối của danh sách. Vị tướng xếp thứ tư trong 9 vị tướng danh bất hư truyền là Ngô Quyền năm 897 đến 944. Ngô Quyền có gốc gác không hề tầm thường. Ông sinh ra trong một gia đình dòng dõi hào trưởng có thế lực. Thời đại của ông chứng kiến sự thống trị đang trên đà suy yếu của nhà đường. Người Việt đang ngày càng tìm lại được vị thế, thậm chí có ý muốn tự lập, giành lại quyền tự chủ, điển hình như họ Khúc và họ Dương. Ngô Quyền là con rể của Dương Đình Nghệ, năm 937, Kiều Công Tiễn ám sát Dương Đình Nghệ, tiếm quyền, trở thành tinh hải quân tiết độ sứ. Sau đó để giữ yên chiếc ghế của mình, công tiễn đã cho người sang cầu viện nhà Nam Hán. Ngô quyền trước mang quân tức tốc ra bắc diệt công tiễn, sau tập hợp binh sĩ chuẩn bị kháng cự giặc ngoại xâm. Chiến công nổi bật nhất của Ngô Quyền chính là trận thắng oanh liệt, nhấn chìm hàng vạn quân Nam Hán dưới dòng nước sông Bạch Đằng. Năm 938, Lưu Cung, hoàng đế Nam Hán lệnh cho con trai là Vạn Vương Hoàng Tháo, mang quân sang danh nghĩa là cứu công tiễn mà thực chất là mưu đồ xâm lấn nước Việt. Để chống nhau với giặc, Ngô Quyền cho đóng cọc ngầm ở cửa biển Bạch Đằng. Khi quân Nam Hán rong thuyền tiến vào, Ngô Quyền cử một toán binh ra kêu chiến, giả thua để dụ địch đuổi theo. Khi thuyền địch đã vào vị trí đóng cọc, Ngô Quyền cho quân bất ngờ phản kích, quân sĩ đều liều mình chiến đấu, một người sức địch lại 10 người. Khi thủy triều xuống, thuyền của quân Nam Hán mắc kẹt ở bãi cọc, bị hủy hoại cả. Đội ngũ quân địch rối loạn, hoàng tháo chết trận, lưu cung tự mình dẫn quân tiếp ứng phía sau nhưng cũng bất lực phải rút quân về. Sau khi đánh bại quân Nam Hán, bảo toàn được nền độc lập non trẻ năm 939, Ngô Quyền xưng vương sáng lập ra nhà Ngô, rời đô về cổ loa năm 944, Ngô Quyền qua đời thọ 47 tuổi. Sử thần Ngô Sĩ Liên hết lời khen ngợi ông, đánh giá ông là mưu tài đánh giỏi, làm nên công dựng lại cơ đồ đứng đầu các vua. Vị tướng xếp thứ ba trong 9 vị tướng kiệt xuất là Lý Thường Kiệt, 1019 đến 1105. Tên thật của ông là Ngô Tuấn, tự Thường Kiệt, sau lại được vua ban cho quốc tính nên mang họ Lý. Ông là cháu sáu đời của Ngô Quyền, tuổi nhỏ Thường Kiệt đã tỏ ra là một người có chí khí. Khi được chú hỏi về chi hướng, ông khẳng khái trả lời: "Về văn học, biết chữ để ký tên là đủ." Về võ học, muốn theo vệ thanh, quá khứ, lo đi xa vạn dặm để lập công, lấy được ấn phòng hầu để làm vẻ vang cho cha mẹ. Lý Thường Kiệt học tập chăm chỉ, đêm đọc sách ngày bắn cung, cưỡi ngựa, lại nghiên cứu binh pháp rất tâm đắc. Năm 1041, khi vừa tròn 22 tuổi, Thường Kiệt được sung vào cung làm hoàng môn chỉ hậu một chức quan thái giám. Việt Điện U Linh chép Lý Thường Kiệt chưa được một kỷ 12 năm, tiếng nổi nội đình ông nhanh chóng được thăng chức, trọng dụng, hàng ngày được hầu cận bên vua. Ông dần trở thành một trụ cột của triều đình, lãnh nhiều trọng trách quan trọng. Năm 1061, ông được cử đi dẹp loạn ở vùng Thanh Nghệ. Năm 1069, Lý tường Kiệt cùng vua Lý Thánh Tông, Nam Tiến Bình Chiêm Thành. Vua Chiêm là chế củ, phải hàng, đồng ý cắt ba châu để chuộc lấy tự do. Sau khi Lý Thánh Tông qua đời, Lý tường Kiệt làm thái úy, ủng hộ thái phi ỉ lan nhiếp chính. Bản thân Lý tường Kiệt giữ vai trò phụ chính đại thần. Nhà Tống ở phương Bắc, nước Nam đang có tăng, có ý động binh, ra sức chiêu mộ, huấn luyện binh sĩ ở vùng Hoa Nam, sẵn sàng tiến đánh Đại Việt. Lý Thường Kiệt quyết định đánh phủ đầu. Tiền phát chế nhân, chủ động tấn công sang đất Tống. Mười vạn quân Đại Việt bất ngờ ập sang đánh phá các căn cứ hậu cần của quân Tống ở Khâm Châu, Liêm Châu, thậm chí còn hạ được thành Ung Châu. Sau đó quân Đại Việt đốt cháy, phá hủy hết căn cứ đồn lũy, kho lương, trại huấn luyện của quân Tống. Ung Châu vốn là tiền đồn phục vụ cho kế hoạch chinh phạt Đại Việt, nay tan tành, ngập trong đột nát. Sau khi rút quân về nước, Lý Tường Kiệt mau chóng chỉnh đốn quân đội, xây dựng căn cứ phòng thủ. Không lâu sau, 10 vạn quân tống tràn vào Đại Việt, Lý Thường Kiệt lập chiến lũy ở sông Như Nguyệt, nghênh địch. Trận chiến sông Như Nguyệt diễn ra vô cùng ác liệt. Với sức mạnh kỵ binh của mình, có lúc quân tống tưởng như đã phá vỡ được phòng tuyến, chọc thủng được lớp phòng ngự của quân Đại Việt. Tuy nhiên, lý tường kiệt đều kịp thời cho quân phản kích lập lại phòng tuyến sau nhiều ngày công phá không thành người ngựa lại không quen thủy thổ quân tống chán nản mệt mỏi nhuệ khí hao hụt đi mấy phần quân đại việt nhiều lần tập kích đánh trại đốt phá càng dồn quân tống vào thế bí hoang mang lo lắng dù đang chiếm được ưu thế nhưng để tránh gây thêm họa chiến loạn thêm cho đất nam lý tường kiệt bèn sai sứ sang nghị hòa tướng tống là quách quỳ lập tức đồng ý vội vã rút quân về cuộc kháng tống thành công chính là chiến công lớn nhất của Lý Thường Kiệt. Cả đời ông là những cuộc chinh chiến liên miên. Năm 1075, Lý Thường Kiệt mang quân đánh Chiêm Thành. Năm 1103, ông cầm quân dẹp loạn Lý Giác ở Diễn Châu. Năm 1104, khi đã ở tuổi 85, ông lại cầm quân đánh Chiêm một lần nữa để lấy lại ba châu mà vua Chế Mana cướp đoạt. Chế Ma thua, xin hàng và nộp lại đất cho Đại Việt. Lý Thường Kiệt sau được ban tước khai quốc công Chính là vị thái giám quyền lực nhất lịch sử phong kiến Việt Nam. Vừa làm tướng quân chinh chiến biên thủy, lại vừa nắm quyền nội chính, phó tá hai đời hoàng đế nhà Lý. Vị tướng lừng lẫy nhưng vẫn chỉ xếp vị trí thứ hai là Quang Trung, 1753-1792. Ông tên Húy là Nguyễn Huệ, nhưng tổ tiên lại có gốc gác thật sự lại là họ Hồ ở Nghệ An. Nguyễn Huệ, này còn trẻ tuổi, đã nổi tiếng khỏe mạnh, can đảm. Sách Tây Sơn Lược miêu tả đôi mắt ông. Ban đêm khi ngồi không có đèn thì ánh sáng từ đôi mắt soi sáng cả chiếu. Ông được học hành đến nơi đến chốn, cả hai ban văn võ đều thông hiểu từ thuở thiếu thời. Cuối thế kỷ 18, tình hình đang trong trở nên ngày một bất ổn. Quyền thần Trương Phúc Loan lũng đoạn triều đình, chú Nguyễn bất lực ở nhiều nơi chiến loạn nổ ra. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ nhân đó dựng cờ khởi nghĩa, thu thập tráng binh, lấy danh nghĩa đánh dẹp Trương Phúc Loan xây dựng căn cứ ở Tây Sơn Bình Định. Với khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo lại tập hợp quanh mình được nhiều võ tướng thiện nghệ, anh dũng như Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú. Quân Tây Sơn của Nguyễn Huệ đánh đâu thắng đó, thanh thế ngày một lớn, người theo về mỗi lúc một đông. Trong hàng ngũ quân Tây Sơn, Nguyễn Huệ ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh của mình, liên tiếp lập nhiều chiến công, chiếm Phú Yên, Bình Gia Định, đánh Phú Xuân, đoạt Thăng Long. Chỉ trong vòng 9 năm, Nguyễn Huệ với tư cách là đại tướng tiên phong của Tây Sơn đã diệt cả chú Nguyễn lẫn chúa Trịnh về cơ bản thống nhất Giang Sơn lần đầu tiên trong vòng hơn 200 năm Trịnh Nguyễn phân tranh. Ở những năm về sau, vai trò của Nguyễn Huệ càng lớn. Ông vừa là đại tướng vừa là cột trụ chống đỡ nhà Tây Sơn trong bối cảnh cả Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ đều là những tay bất tài không có chi lớn. Năm 1784, theo lời cầu viện của Nguyễn Ánh, năm vạn quân xiêm, hai đường thủy bộ tràn sang tiến đánh gia định. Chỉ trong một trận rạch gầm xoáy mút, Nguyễn Huệ đại phá đội thủy binh 300 chiến thuyền và khoảng 2 vạn quân xiêm. Năm 1789, vua Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị được lệnh của vua Càn Long mang theo 29 vạn đại quân rầm rộ tiến xuống phía Nam. Cùng lúc đó, ở gia định, chúa Nguyễn Ánh cũng liên tục công thành chiếm đất. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung. Ngay sau đó, ông cất quân thần tốc từ Phú Xuân đánh ra Bắc Hà. Vừa hành quân, vừa tuyển mộ binh sĩ, Quang Trung có được trong tay 10 vạn quân và một đội tượng binh gồm 200 thất voi chiến. Chỉ trong không đầy một tháng, quân Tây Sơn đã áp sát Tam Điệp, Ninh Bình, chia làm năm đạo cùng tiến đánh, hẹn nhau mùng 7 sẽ quét sạch quân Thanh vào Thăng Long ăn Tết. Quân Tây Sơn thậm chí còn tốc chiến nhanh hơn dự định. Chỉ trong 6 ngày, quân Tây Sơn đã liên tiếp tiêu diệt các đồn gián khẩu, Hà Hồi, Khương Thượng, Ngọc Hồi, tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống, Túng Tế phải thắt cổ tự vẫn Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị còn tháo chạy trước khi đồn Ngọc Hồi bị đánh. Quân Thành đua nhau rút chạy qua sông Nghị Hà. Tôn Sĩ Nghị ra lệnh cắt cầu để cắt đường truy kích của quân Tây Sơn. Bởi thế, binh lính rơi xuống sông chết đối vô kể. Tôn Sĩ Nghị ra lệnh cắt cầu để cắt đường truy kích của quân Tây Sơn. Bởi thế, binh lính rơi xuống sông chết đuối vô kể. Đến mùng năm Tết, Quang Trung đã đường hoàng tiến quân vào Thăng Long. Khi ấy, ông chính là hoàng đế duy nhất trên giải đất Việt hoàn toàn đủ tư cách thay thế địa vị của các vua Lê và chúa Nguyễn. Sau khi phá quân Thanh, tình hình Bắc Hà dần ổn định, nhưng mối lo ở phía Nam vẫn còn canh cánh. Chúa Nguyễn Ánh với sự giúp sức của người Tây Phương đang dần chiếm lại lợi thế. Nguyễn Huệ huy động hơn 20 vạn quân thủy bộ, chia làm ba đường. Nguyễn Ánh vô cùng lo ngại, xác định sẵn một trận quyết chiến sống với Quang Trung. Nhưng đúng lúc đó thì Quang Trung đột nhiên qua đời, năm 1792. Hưởng Dương, 39 tuổi. Cái chết đột ngột của Quang Trung Nguyễn Huệ khiến nhà Tây Sơn nghiêng độ. Chỉ ít năm sau, Nguyễn Ánh lần lượt đánh bại các tướng lĩnh Tây Sơn, thu về thiên hạ, lập ra vương triều Nguyễn năm 1802. Hoàng đế Quang Trung nhận được sự tôn trọng của hầu hết các sử gia, kể cả sử gia triều Nguyễn, đối thủ của ông. Văn võ song toàn là đại tướng Nguyễn Huệ, trình nam chiến Bắc, lập nhiều đại công, một tay gây dựng cơ đồ nhà Tây Sơn. Khi lên ngôi hoàng đế, ông lại đưa ra nhiều chính sách cải cách khôn ngoan, hợp lý cái chết của ông là một tiếc nuối lớn của lịch sử. Nhiều người đã thử tưởng tượng ra nước Việt dưới thời trị vì của vua Quang Trung sẽ hùng mạnh ra sao. Nhưng dù thế nào, cuộc đời binh nghiệp rực rỡ, bách chiến bách thắng của ông đã tạc vào lịch sử nước nhà những chẳng nhất. Vị tướng được lưu danh muôn thủa và xếp ở vị trí thứ một trong lịch sử Việt Nam là Trần Hưng Đạo. Năm sinh không rõ, năm mất là 1300. Ông tên thật là Trần Quốc Tuấn, xuất thân hoàng tộc là cháu gọi Trần Thái Tông, Trần Cảnh là chú ruột. Ngay từ nhỏ, Quốc Tuấn đã tỏ rõ tư chất thông minh hơn người, đọc rộng hiểu nhiều, tài kiêm văn võ. Cha của Quốc Tuấn là Trần Liễu, trước khi mất, dặn ông phải bằng mọi giá đoạt lấy thiên hạ, rửa mối nhục cho nhà. Vợ Trần Liễu đang mang thai nhưng bị dâng cho Trần Cảnh. Tuy thế, Quốc Tuấn vẫn một lòng trung nghĩa hướng về nhà Trần. Ông chủ động gạt bỏ ân oán cũ, làm hòa với Trần Quang Khải, còn Trần Thái Tông, thậm chí ông đã từ mặt con trai khi biết quốc tảng có ý muốn báo thù. Thời đại của Trần Quốc Tuấn đầy biến động, vó ngựa quân Mông Cổ đã tung hoành cả thế giới, gieo rắc bao nỗi sợ hãi cho cả châu Á, châu Âu. Người Mông Cổ quyết ý tiến đánh Đại Việt, mở thông cửa ngõ vào Đông Nam Á. Cả ba lần, vào các năm 1257, 1285 và 1287, Trần Quốc Tuấn đều góp mặt trong cuộc chiến tranh Mông Cổ-Đại Việt. Hai lần sau, Ông chính là Tổng Chỉ huy Tối cao, thống lĩnh toàn quân trong suốt 30 năm chiến loạn ấy. Dù đã nuốt chửng cả Trung Hoa, diệt nhà Nam Tống, lập ra Triều Nguyên, nhưng người Mông Cổ vẫn không sao đặt chân lên Đại Việt nổi. Ba cuộc tấn công, đợt sau dữ dội hơn đợt trước đều thất bại ê chề. Dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, quân dân nhà Trần lấy đoàn binh chống lại trường trận, dùng cái vườn không nhà chống, kiên cường kháng chiến lâu dài và đã lập nên kỳ tích trong lịch sử thế giới. Những trận chiến oanh liệt ở Hàm Tử, Trường Dương, Tây Kết, Vân Đồn, Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu đều ghi dấu ấn không thể phai mờ của Trần Hưng Đạo. Năm 1300 trước khi mất, khi vua Trần đến bên giường, Trần Hưng Đạo để lại di ngôn, cũng là lời tổng kết xác đáng nhất cho những cuộc kháng mông nguyên vĩ đại. Vừa rồi toa đô, ồ mã nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, đó là trời xui vậy. Đại khái nó cậy vào trường trận, ta dựa vào đoàn binh. Dùng đoàn chế trường là sự thường của binh pháp. Không chỉ là một binh gia xuất chúng, Quốc Tuấn cũng là một nhà chính trị tài ba. Ông có tầm nhìn sâu sắc về việc dưỡng sức dân, đào tạo hiền tài. Trong những năm chiến tranh, ông đã bồi dưỡng được một lớp nhân tài đủ sức phục vụ cho nước nhà như Yết Kiều, Giã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Hành, Trương Án Siêu. Trần Hưng Đạo cũng không chỉ biết hành quân đánh trận, bình trình tiền hạ, mà còn rất giỏi văn chương thơ phú. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Hịch tướng sĩ, Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư. Ông là bậc chính nhân quân tử, trung nghĩa kiên cường, giỏi thao lược binh pháp mà lại khéo trị nước, an bang. Quân Mông Cổ đánh khắp Á, Âu, làm cỏ biết bao vương quốc, kể cả là nhà Nam Tống ở Trung Nguyên, nhưng chỉ vừa chạm đến cửa ngõ Việt Nam, đã phải chịu khuất phục trước khí chất của Trần Hưng Đạo, của hào khí Đông A, nhà Trần. Với công trạng và đức độ to lớn ấy, người đời sau tôn phong ông làm bậc thánh, gọi là Đức Thánh Trần. Từ những trang sử hào hùng, Trần Hưng Đạo đã đi vào thế giới tín ngưỡng tâm linh của người Việt, được coi là bậc hộ quốc công thần muôn đời. Địa vị của ông cũng tương tự như quan vũ ở Trung Hoa, đều đã trở thành một biểu tượng của lòng trung dũng và nghĩa khí. Bản tin trưa ngày 28 tháng 2 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.